Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Tháp và công an thành phố Cao Lãnh phát hiện vụ việc trộm xe mô tô, kịp thời bắt giữ hai nghi phạm. Vụ việc vừa xảy ra vào tối qua. Cụ thể, vào lúc 20 giờ 20 phút tối qua, tổ công tác đang tuần tra đến trước cửa nhà trọ trên địa bàn phường 4, thành phố Cao Lãnh, thì nghe tiếng truy hô trộm xe của một cô gái 19 tuổi. Phát hiện hai đối tượng nam điều khiển xe mô tô từ hướng nhà trọ chạy ra có dấu hiệu nghi vấn, nên tổ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Hai đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ tại đoạn đường Tân Việt Hòa, xã Tịnh Thới. Qua điều tra, hai đối tượng gồm Lê Long Mỹ, 40 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Sa Đéc và Trần Thanh Thái Phương, 26 tuổi, ngụ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò. Tại hiện trường, Mỹ và Phương đã thừa nhận vừa thực hiện hành vi trộm xe mô tô. Tang vật thu giữ gồm nhiều dụng cụ bẻ khóa xe và các biển số của nhiều vụ trộm khác. Hiện công an thành phố Cao Lãnh đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.